Uh, con mới đi làm được một tháng thì phát sinh tình cảm với anh ở công ty con anh ấy thuê con vào làm con và anh ấy quý mến nhau con biết tình cảm của con nên con đã xin nghỉ nghỉ rồi nhưng con vẫn rất nhớ anh ấy con và anh ấy đều có gia đình rồi con kính mong sư tử vi chỉ dạy cho con làm sao để quên được anh ấy Ờ, trước hết thì sẽ có lời khen khen ở đây không phải là uh, khen um, quý vị uh, nói cái chuyện này lên à, mà khen ở đây đó tức là quý vị làm được những cái chuyện sau đây thứ nhất là quý vị biết nghĩ đến hậu quả hậu quả nếu mà mình đi um, lấn xa đà vào cái 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 bất thiện này biết nghĩ tới hậu quả đó là chuyện tốt cái thứ hai à, quý vị biết tránh xa cái đối tượng dẫn đến tham ái đó là chuyện tốt đây là lời khen à, tại vì không dễ người ta làm được như vậy còn khi mà mình cái lòng mình nó vẫn tơ tưởng mà nhớ tới người khác nó đơn giản lắm À, thời gian dần qua thì chuyện gì nó cũng xong. Ừ. Có những chuyện thì từ từ thì nó sẽ nhạt thôi. Và nếu như quý vị muốn có một cái phương pháp tu cụ thể thì xin thưa quý vị đã làm rồi. Đã làm rồi và nói rất hiệu quả rất là tốt. Đó là gì? nghĩ đến hậu quả nghĩ nghĩ đến hậu quả của nó và mình tránh xa cái đối tượng mà khiến cho mình tham ái quý vị đã làm đã thực hành và làm rất là tốt còn cái chuyện mà nhớ nhung á thì nó có hai phương pháp hai phương pháp nữa ha một là tập trung vào đối tượng khác ngoài ra tức là không phải sư nói là tập trung vào cái anh khác mà quý vị có thể làm tốt cái phận sự của mình tập trung vào cái phận sự của mình ví dụ như phận sự của người vợ phận sự người mẹ và lo hoàn tất cái 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 phận sự của mình thì khi quý vị cái tâm quý vị đặt vào những cái việc đó đó thì nó sẽ không còn vấn vấn vương với cái người cũ nữa mà nếu có thì thời gian dần qua cũng sẽ nhạt, ừ. tức là mình tập trung vào vấn đề khác hoặc quý vị có thể tập trung vào một cái đề mục thiền, ví dụ như hơi thở, à, ví dụ như các điều mục casino, ví dụ như đề mục đại tâm tư, à, hoặc là quý vị có thể học kinh nghe pháp tức là làm cái chuyện gì đó để cho mình quên đi, không có phải suy nghĩ đến cái đối tượng đó nữa mình chỉ mới cách xa về mặt vật lý chứ mình chưa cách xa về mặt tâm lý cho nên là mình phải làm những cái gì đó để mình cách xa về mặt tâm lý ha tức là mình nghĩ về bất kỳ cái gì khác ngoài ra cái đối tượng đó sư tăng nói là dựa theo những cái lời dạy về việc đối trị tham dục đối trị về tham dục rồi um, cách thứ hai là mình quán tưởng đó quán tưởng quán tưởng cái gì quán tưởng người này đó ha quán tưởng người này rồi thì cũng y như ông chồng của mình thậm chí tệ hơn già xấu bắt đầu chảy xệ gia nhân nhiều rồi những cái tánh xấu bắt đầu nó lòi ra khi mà thương nhau á khi mà thương nhau á thì chỉ nhìn những mặt tốt cho nhau thôi lấy nhau về rồi đó mới mới gọi là mới mới vỡ nợ ra mới thấy là ổng à, không có tốt như mà mình, mình tưởng đấy cho nên là rồi thì vấn đề nó sẽ phát sinh quán tưởng cái đó uhm. à, quán tưởng về cái sự già người ai cũng sẽ phải già rồi thì cái cơ thể đó sẽ băng hoại và đến khi nó chết nó sẽ trương sình lên trương sình lên cứ nghĩ người ta bắt đầu chết trương sình ha rồi tím tái chảy máu mũ rồi rất là ghê tởm từ đó mình có thể quên đi cái chuyện đó nhưng mà với một số người thì cái cách đó nó vẫn chưa có được nó vẫn chưa có được thì họ có thể làm những cái bước tiếp theo ví dụ như uh, thực hành thiền quán tức là sôi rõ cái nội tâm của mình giữ gìn chánh niệm giữ gìn chánh niệm biết rõ tham dục xuất hiện biết rõ tham dục xuất hiện giải quyết tâm tham dục bằng sự chánh niệm ừ. à, nhưng mà đối với người cư sĩ thì nó rất là khó bởi vì cư sĩ à, sống trong dục rất là nhiều quý vị còn bị chi phối bởi dục rất là nhiều chính bởi vì như vậy cho nên khi quý vị vướng vào trong dục á, quý vị rất là khó thoát cái vấn đề của cư sĩ là như vậy cho nên cái lời khuyên của sư vẫn là à, mình đã xa được về vật lý rồi thì mình vẫn nên xa về mặt tâm lý ha bằng cách tập trung vào những cái bổn phận của mình ha. à, rồi học đạo rồi thực hành các cái đề mục thiền rồi từ từ thì theo thời gian dần dần cái chuyện gì nó cũng phai phôi thôi